Chào các bạn, đây là video của bác sĩ Enma Mamadov từ Thổ Nhĩ Kỳ với phẫu thuật cắt thị trên phổi trái, 3 lỗ vào. Tác giả đang vào khoang liên sùng 4, đường nách trước hướng ra sau cho lỗ công cụ khoảng 4 cm và đặt wound protectors. Kế đến là lỗ camera khoảng khoang liên sùng 6, đường nách trước. Chúng ta thấy rãnh liên thùy trong trường hợp này khá hoàn toàn. Nhìn từ phía rốn phổi, tác giả sẽ cố gắng bóc tách tĩnh mạch thùy trên bên trái. Chúng ta có thể dễ dàng thấy thần kinh hoành. Sau khi quan sát đầy đủ phẫu trường, tác giả sử dụng right angle hay Việt Nam mình hay gọi là xà mâu để bóc tách tĩnh mạch. Việc bóc tách không sử dụng nhiệt có thể làm chảy máu hoặc rịn máu ở phẫu trường, nên tôi không thích cách tác giả xé mô như thế này. Lúc này tác giả sử dụng móc đốt để bóc tách, nhưng hậu quả của việc xé mô lúc nãy làm cho phẫu trường đầy máu me. Sau khi có lớp lan đầy đủ cho tĩnh mạch, tác giả sử dụng kỹ thuật Pinot để plunge dissection, tách tĩnh mạch ra khỏi mô xung quanh. Sau đó sử dụng right angle to hơn và đầu tù hơn để cố gắng luồn ra phía sau tĩnh mạch một cách từ tốn và nhẹ nhàng. Như vậy là chúng ta đã tách được tĩnh mạch thùy trên bên trái khá dễ dàng. Trường hợp này tác giả sẽ sử dụng stapler để cắt luôn tĩnh mạch này. Vài tác giả không thích cắt tĩnh mạch trước vì họ cho rằng dòng máu đi từ động mạch phổi lên doanh phổi trao đổi khí không có đường trở về tim sẽ gây ra tình trạng xung huyết phổi rất khó thao tác trong việc bóc tách động mạch phổi sau này. Tuy nhiên một số tác giả thì lại ngược lại, họ cho rằng việc cắt cái tĩnh mạch phổi trước sẽ tốt hơn về mặt ung thư học, vì sẽ không có mô ung thư có thể đổ về tim. Nhưng trên thực tế cả hai quan điểm này đều đúng và nó tùy thuộc vào sở thích của phẫu thuật viên và cũng không có bất kỳ nghiên cứu nào chứng minh quan điểm nào đúng, quan điểm nào sai. Kế đến tương tự như quy trình chúng ta đã coi ở những video trước, tác giả sẽ cố gắng bóc tách nhánh động mạch phổi ở phía trên của tĩnh mạch phổi đã cắt, hay còn gọi là nhánh trước hay là nhánh thân trước. Ở vị trí camera này chúng ta khó thấy vị trí xuất phát của nhánh động mạch phổi này. Theo kinh nghiệm thì chúng ta sẽ sử dụng một dụng cụ để kẹp kéo mõm cắt của tĩnh mạch lên trên để nhìn thấy rõ hơn. Trường hợp này có thể tác giả nhìn qua lỗ tiện ích ở phía trước nên mới dám bóc tách một cách mạnh tay như vậy. Không đi tiếp mà tác giả sẽ chuyển qua bóc tách động mạch phổi ở rãnh liên thùy. Trường hợp này chúng ta cố gắng giữ màng phổi tạng của thùy dưới một cách trong trẻo nhất để tránh việc xì khí hay là chảy máu. Và chúng ta cũng để ý ở những vị trí xuất phát của nhánh động mạch phổi thường hay có hạch, và đôi khi những hạch này cực kỳ khó bóc tách. Nhưng tác giả sử dụng plunge dissection hay là kỹ thuật Pinot để mà tách nhánh động mạch một cách khá dễ dàng như trên video. Những viên hạch khi vỡ ra có thể chảy máu một cách khó cầm và khó chịu. Chúng ta cố gắng bóc tách hai bên của nhánh động mạch để mà có thể luồn right angle một cách an toàn. Và trong những trường hợp nhánh của động mạch phổi thì trên khá dễ dàng như trường hợp này, thì bác sĩ Việt Nam hay bóc tách hết các nhánh và cắt bằng một stapler cho cả 3 hay là 2 nhánh để tiết kiệm stapler. Nên bóc tách kỹ động mạch trước khi bắn stapler và cũng tránh những cái vị trí hạch nguy hiểm. Tay cầm stapler cũng luôn luôn cố định. Lúc này để có thể nhìn thấy rõ hơn được các nhánh còn lại của động mạch thì chúng ta sẽ kéo thùy trên phổi lên trên. Việc bóc tách tiếp tục sẽ rất là dễ dàng bằng plunge dissection, bằng đầu hút hoặc kỹ thuật Pinot, và cố gắng nên nhớ rằng động mạch phổi thùy trên bên trái có từ 1, 2 đến 7 nhánh. Trường hợp này chúng ta có thể nhìn thấy hai nhánh đi ra cùng một góc khá là dễ dàng và bóc tách cũng không khó khăn vì hạch không dính lắm. Đây là stapler Ethicon màu trắng dành cho mạch máu. Hiện tại chúng ta đã cắt được 4 nhánh của động mạch phổi thùy trên bên trái và hy vọng là không còn nhánh nào nữa. Hy vọng là vậy, nhưng mà chúng ta vẫn phải luôn luôn cẩn thận bóc tách dần dọc theo thân chính của động mạch phổi trái. Có thể thấy đây là một trường hợp cắt thùy trên phổi trái khá dễ dàng vì không dính, hạch không to, đồng thời phổi xẹp tốt. Chúng ta luôn luôn cẩn trọng vì động mạch phổi thùy trên bên trái đôi khi có những nhánh cực nhỏ, khoảng 1-2mm. Những nhánh này nếu mà chúng ta kéo mạnh quá thì vẫn có thể có nguy cơ làm rách đứt và phải mở ngực nếu mà không có nhiều kinh nghiệm. Trường hợp này thì chúng ta phải make sure, phải chắc chắn rằng
không còn nhánh động mạch phổi nào phía sau, hoặc giả là chúng ta có thể bao quanh được phế quản thì trên bên trái để mà có thể bắn stapler một cách an toàn như trường hợp của tác giả. Lúc này tác giả sử dụng dụng cụ lấy bệnh phẩm để lấy mô thùy trên bên trái ra khỏi phế trường. Chúng ta có thể nhìn thấy kỹ thuật bỡ đỡ hay điểm tựa để có thể đưa mô phổi vào túi lấy bệnh phẩm một cách dễ dàng, và dụng cụ này cũng khá mất tiền ở Việt Nam đó các bạn. Khi lấy bệnh phẩm ra khỏi phế trường thì chúng ta sẽ luôn luôn phải rút cái wound protector trước. Sau khi lấy bệnh phẩm xong thì chúng ta sẽ kiểm tra sơ bộ qua các mẩm cắt của chúng ta. Chúng ta cắt bằng stapler nên cũng khá an tâm. Bước kế tiếp là chúng ta sẽ nạo hạch trung thất. Trong trường hợp này chúng ta sẽ cố gắng tìm hạch nhóm 5, nhóm 6, nhóm 7, nhóm 8, nhóm 9, hạch nhóm 10 chúng ta đã thấy ở trong bệnh phẩm luôn rồi. Hiện tại tác giả đang cố gắng lấy hạch nhóm 5. Chúng ta sẽ cố gắng lấy en bloc toàn bộ, bao gồm cả mô mỡ và mô hạch. Tác giả bóc tách dây chằng phổi dưới để lấy hạch nhóm 9 trong dây chằng. Đôi khi cắt thì trên phổi trái, như trong trường hợp này chúng ta cũng không cần mở cắt dây chằng trước. Đây đã đến hạch nhóm 9, chúng ta sẽ lấy nó đi. Bây giờ tác giả rửa nước ấm và bóp bóng để kiểm tra xì khí, cũng như chắc chắn rằng thì dưới nổi tốt. Như vậy là mọi thứ thuận lợi, không chảy máu, không xì khí, cắt được thì phổi, nạo được hạch và chúng ta đặt dẫn lưu, kết thúc phẫu thuật.